những lần đầu tiên cùng nhau có lẽ không phải là thứ khiến Tân và Dung nhận ra định mệnh của nhau, mà thay vào đó là những tín hiệu của vũ trụ mà không ai có thể từ chối được. Khi cả hai đồng hành cùng nhau, mọi thứ trở nên tích cực hơn. Từ công việc cho đến tư duy, mọi thứ Tân và Dung có đều khớp vào nhau như hai mảnh ghép. Điều Tân thiếu, Dung có thể khỏa lấp, và Tân cũng trọn vẹn những điều Dung mong cầu. Với Dung, Tân như một ngọn hải đăng giữa đại dương, âm thầm soi đường chỉ lối cho tàu thuyền, nhưng lại không có người tâm tình. Còn Dung thì như mặt trăng, luôn đồng hành cùng ngọn hải đăng cô đơn giữa biển khơi kia. Mặt trăng này tuy không tròn vì ai cũng có khuyết điểm, nhưng nó lại là người duy nhất thấu hiểu, đồng hành cùng hải đăng.